Thưa quý vị, cần có những giải pháp mang tính cấp thiết, căn cơ và lâu dài nhằm bảo vệ vùng đồng bằng sông Cửu Long trước tổn thương của biến đổi khí hậu. Nhưng đó là nội dung hội thảo do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức tại thành phố Cần Thơ vào sáng nay. Dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhà báo Tăng Hữu Phong, tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng. Vùng đồng bằng sông Cửu Long được mệnh danh là dựa lương thực thực phẩm của cả nước và một trong những nguồn cung ứng thực phẩm chính cho toàn cầu. Đây là khu vực có hệ thống sông ngòi kênh rạch chằng chịt với nhiều vườn cây trĩu trái, rừng nước lợ, rừng ngập mặn rộng lớn với các khu dự trữ sinh quyển, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên được công nhận. Tuy vậy, hiện nơi đây đang đứng trước nhiều thách thức của biến đổi khí hậu làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống kinh tế cũng như điều kiện phát triển kinh tế xã hội toàn vùng. Những cái tác động đó nó dẫn đến các yếu tố về gia tăng, ví dụ như sạt lở ở đồng bằng sông Cửu Long, ngập ở các cái khu đô thị, các khu dân cư ở đồng bằng. Và ngập ở đây chủ yếu thì lại là ngập do chiều và mưa kết hợp mưa. Thì có cái thứ ba là chúng ta thấy là cái vấn đề cái xâm nhập mặn có nguy cơ càng ngày càng lấn sâu vào bên phía trong, vì với cái bị đồng bằng chúng ta bị lún như vậy, kết hợp với nước biển dâng và cái nguồn nước ở thượng nguồn suy giảm, thì như vậy thì mặn càng có nguy cơ xâm nhập sâu hơn. Theo thống kê, vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện có hơn 800 khu vực sạt lở với tổng chiều dài 1.000 km, trung bình mỗi năm mất từ 300 đến 500 hecta đất do lở bờ sông, bờ biển. Riêng tỉnh Cà Mau, từ năm 2011 đến nay đã có hơn 350 km bờ biển bị sạt lở, làm mất hơn 5.300 hecta đất sản xuất, đất ở và rừng ngập mặn. Từ đầu mùa khô năm 2024 đến nay, hạn hán và xâm nhập mặn đã làm hơn 50.000 hộ dân ở đồng bằng sông Cửu Long bị thiếu nước sinh hoạt, gần 1.000 tuyến đường, bờ kinh, nhà ở, kho xưởng, cầu giao thông bị hư hỏng do sụt lún, sạt lở, hàng ngàn hecta rau màu bị thiếu nước tưới, hàng trăm hecta rừng bị cháy rụi, vân vân. Trước thực trạng trên, rất cần những giải pháp trước mắt và lâu dài nhằm bảo vệ vùng đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới. Một trong những cái giải pháp là chúng ta tìm cách là chuyển đổi cái sản xuất, đừng có sử dụng các loại cây mà sử dụng quá nhiều nước trong những thời điểm cao điểm mùa khô, hoặc là chúng ta dịch chuyển cái thời vụ lên phía trước hơn để cho nó an toàn hơn. Chúng ta cần phải có sự nghiên cứu xây dựng các cái công trình kiểm soát nguồn nước lớn ở các cái vùng cửa sông, ví dụ như Hàm Luông, Vàm Cỏ, xây dựng các cái công trình chuyển nước về các cái vùng khan hiếm nước, ví dụ như vùng Cà Mau, vùng Bạc Liêu, vùng Trà Vinh. Thì đấy những cái vùng mà chúng ta hiện nay rất là khởi hiếm nước trong cái mùa khô. Các cái bộ ngành phải tích hợp lại cái không gian và tích hợp mạng. Vì nếu mà trường hợp mà mình ứng phó với biến đổi khí hậu mà ở cấp quốc gia, mỗi bộ ngành suy nghĩ theo cái kiểu riêng của bộ ngành là chắc chắn cái là đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục thử thách. Vì nó phát triển, nó đòi hỏi phải không gian tích hợp. Tích hợp các cái ngành và ứng phó, thích ứng. Mà thích ứng đây không phải là tối ngày mình chỉ mô tả cái khó khăn. Mình phải có cái giải pháp để mình thích ứng. Với vai trò quan trọng của vùng đồng bằng sông Cửu Long, thời gian qua, chính phủ và các bộ ngành đã dành sự quan tâm lớn, có nhiều chủ trương chính sách để tháo gỡ khó khăn và phát huy thế mạnh tiềm năng của vùng. Điển hình như đã ban hành nghị quyết 120 về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. Việc triển khai thực hiện nghị quyết này trong những năm qua đã và đang mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần hóa giải được nhiều thách thức trong sản xuất nông nghiệp nói riêng và phát triển kinh tế nói chung. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, nước biển dâng, nguồn nước ngầm suy giảm và sự hình thành nhiều đập thủy điện ở khu vực thượng nguồn sông Mekong khiến vùng đồng bằng sông Cửu Long đã và đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ và thách thức nghiêm trọng.